Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Crypto. Trong nội dung chia sẻ video buổi sáng ngày hôm nay, ngày 27 tháng 8, thì Túc và anh em cùng đi chơi cái trò chơi nhỏ này, mini game này, và giải mật mã hàng ngày từ dự án Hamster Combat. Ngày hôm nay là ngày 27 tháng 8 mọi người nha, để chúng ta là kiếm một cái chìa khóa, là cái chìa khóa 39 và 1 triệu đồng xu Hamster Combat từ dự án này. Trước tiên thì chúng ta kích cái phần trò chơi nhỏ này cho mình này. Bắt đầu thì chúng ta bắt đầu là kích ở phần là chơi cho mình này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ là kéo thanh đỏ này lên này, thanh xanh sang này, thanh đỏ lại xuống này, thanh đỏ xuống này, rồi thanh xanh sang này, rồi thanh đỏ trên xuống này, thanh xanh sang này, chìa khóa sang này, thanh xanh sang này, xanh đỏ sang này, đỏ lên này, chìa khóa lên này, xanh sang này, rồi đỏ lên này, đỏ lên này, rồi chìa khóa về này, đỏ về này, hai cái này sang, cái này sang, cái này sang, kéo cái đỏ xuống về nhá mọi người nhá, khá là nhanh. Nếu mà anh em nào làm sai thì chúng ta có thể là có cơ hội làm lại trong vòng 4 đến 5 phút. Anh em tôi chậm cái đoạn trò chơi nhỏ này để chúng ta làm. Rồi bắt đầu thì chúng ta kích phần mật mã hàng ngày để chúng ta bắt đầu là giải mật mã hàng ngày hôm nay là Baron nha anh em nha. Đây mật mã ngày hôm nay nha. Để mà gõ được chữ B thì chúng ta cần là một chữ này, một chấm này, một chấm này, một chấm này. Rồi ra chữ B này, chữ R thì một chấm này, một chữ này, một chấm này. Tiếp sau đó chữ E, ba chữ này, một chữ này, một chữ này, một chữ này. Rồi chữ L cũng như là chữ cuối cùng thì chúng ta là cần là một chữ này, một chấm này. Cho đi em mình làm lại nha. Trong quá trình làm sai thì chúng ta sẽ làm lại từ đầu đấy. Nên là anh em làm cẩn thận cho mình. Để một chữ này, một chấm này, một chấm này, một chấm này. Mình làm lại này, một chữ này, một chấm này, một chấm này, một chấm này. Rồi, một chấm này, một chữ này, một chấm này. Một chữ này, một chữ này, một chữ này. Ba chữ đấy. Rồi, một chữ này, một chấm này. Và nha anh em nhé. Và kích vần nhận được chuyển cho mình này. Rồi, trong quá trình thao tác anh không hiểu thì có thể comment bên dưới thì tôi sẽ hỗ trợ anh em nhé. Bây giờ chào tất cả mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo. Mình xin cảm ơn ạ.